Hai điều tuyệt mật của đàn ông khi ân ái chị em cần biết để nâng tầm chất lượng cuộc yêu. Thứ nhất là thích nhìn thấy sự chủ động của vợ. Hầu hết đàn ông đều có chung một cảm nhận, đó là họ thích vợ mình chủ động trong chuyện yêu. Họ không thích khi ở trên giường mà vợ đưa hết toàn quyền quyết định cho mình. Điều này khiến cho đàn ông sẽ cảm nhận rằng chuyện chăn gối giống như là một nhiệm vụ đã được áp đặt sẵn, mặc định sẵn để họ cứ thế làm theo. Ngược lại, khi vợ chủ động làm với cuộc yêu thì sẽ tạo sự hưng phấn cho chồng nhiều hơn. Đừng bao giờ để chồng tự đá bóng rồi tự bắt gôn nhé các chị. Hãy phối hợp nhịp nhàng, ăn ý để chồng nhận thấy sự nhiệt huyết của vợ, khiến cho cuộc yêu thêm mặn nồng hơn. Thứ hai, đó là thích được nhìn thấy nét mặt hưng phấn của vợ. Khi thực sự yêu một người phụ nữ thì đàn ông họ không chỉ quan tâm đến cảm xúc của vợ trong cuộc sống, mà còn cả trong chuyện ân ái nữa. Nếu bạn nghĩ đàn ông vô tâm, quan hệ vợ chồng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì hoàn toàn là sai lầm. Vì khi yêu thật lòng thì đàn ông sẽ đặt cảm xúc của mình dưới cảm xúc của vợ. Họ muốn nhìn thấy người phụ nữ của họ lên cao trào trước sau mỗi phút giây hai người gần gũi bên nhau. Khi mà vợ mãn nguyện thì đàn ông sẽ cảm thấy tự tin và hãnh diện với bản thân và tiếp tục phát huy để làm vợ hài lòng. Và các anh đừng quên nâng cao chất lượng cuộc yêu bằng bộ đôi hoàn hảo cao a quang tăng thời gian và kẹo đổi gió của bên nhà em Dung nhé.